Đàn ông là phải đi ra ngoài kiếm tiền, không có được lui hui trong xó nhà, nhục lắm. Đàn ông kiếm tiền mà thua vợ thì là đồ vô dụng. Xin chào các bạn, anh là Nguyễn Hữu Trí, còn gọi là Mr. Well Array, theo hệ cố vấn về tình yêu và hôn nhân đây nè mấy đứa. Bây giờ vậy đi, cái clip này đơn giản lắm. Đàn ông con trai mà lương chưa đủ 30 triệu thì vô đây lót dép ngồi nghe, không? Mà chị em phụ nữ, các em gái mà lương cỡ 25 triệu một tháng mà vẫn còn ế, vô đây ngồi nghe luôn cho vui. Còn ai mà có gia đình rồi nhưng mà chưa có được hạnh phúc về chuyện tiền bạc, hụt hạt về chuyện tài chính, vô đây ngồi nghe luôn. Riêng mà mấy em gái nào mà có đủ 1.000 tỷ rồi á thì thôi qua bên cái kênh Trường Đua Đại Nam ha, để chém gió với chị Phương. Được không quý vị? Được không quý vị? Rồi, vô nghe. Số là vậy nè quý vị. Có một cái bài post again ở trên cái kênh Thế Anh 28 về lời nhắn nhủ cực kỳ thẳng thắn, thẳng đến chua xót, đau đớn, thốn đến tận háng cho các đấng mày râu. Cơ bản cái lời nhắn nhủ này nó dẫn đến cái nguy cơ triệt sản hàng loạt và ế theo một cơ chế bền vững cho hơn 90% dân số của Việt Nam. Chủng tộc người Việt đang đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng. Nếu lương mỗi tháng chưa đủ 30 triệu thì các anh hãy bỏ ngay cái suy nghĩ lấy vợ. Wow, 30 triệu là có nhiều quá không quý vị? Theo thống kê của năm 2020, thu nhập bình quân đầu người của người Việt Nam đó là 4,23 triệu một tháng. Riêng tỉnh Bình Dương là tỉnh có thu nhập bình quân cao nhất của cả nước thì thu nhập bình quân là 7 triệu đồng một tháng, tức là chưa đủ 1/4 chuẩn để lấy vợ. Điều đó có nghĩa là từ 80-90% đàn ông của nước ta không đủ tiêu chuẩn về tài chính để lấy vợ. Chứ nói chi là duy trì nòi giống. Rồi, tận diệt dân số. Cho nên chỗ anh em với nhau nghe, anh thật lòng khuyên mấy chú là thôi, anh em về lấy chồng đi. Hả không? À, anh em trên bến dưới thuyền sớm tối có nhau, hả không? Chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau thôi mấy em ơi. Khó quá mà, hả không quý vị? Cho nên ngày hôm nay anh Quéo Array, trước khi anh em chúng ta cùng nhau xuống tóc quy y, hãy cùng phân tích về các luận điểm và góc nhìn về hôn nhân, đặc biệt là tài chính, cùng với lại chủ thớt trong một cái bài post cực kỳ hot này. Anh đọc qua nội dung bài post nha. Nếu lương mỗi tháng chưa đủ 30 triệu, các anh hãy từ bỏ ngay suy nghĩ lấy vợ. Tôi nghĩ đàn ông phải thật sự mạnh mẽ và có năng lực. Việc kiếm 30 triệu một tháng là điều kiện cơ bản để các anh được lấy vợ. À, lấy được vợ. Tôi là một người phụ nữ mạnh mẽ và có lập trường cá tính riêng. Hiện giờ tôi đang làm trong một công ty xuất nhập khẩu, lương mỗi tháng trung bình là 25 triệu. Nếu có thưởng sẽ vượt con số là 30 triệu. 30 tuổi tôi vẫn chưa lập gia đình vì chưa tìm được người nương tựa cả đời. Wow, thương quá quý vị ơi. Và tôi thà sống độc thân cả đời còn hơn phải làm vợ một người đàn ông lương chưa tới 30 triệu đồng một tháng. Vì sao ư? Thứ nhất, đàn ông kiếm tiền nhiều là những người có cái đầu và tầm nhìn. Chẳng có người phụ nữ nào muốn làm vợ một kẻ kém cỏi cả. Chồng có giỏi thì vợ nó mới nể. Chồng có tầm nhìn xa, biết rộng lượng và bao dung thì gia đình nó mới hạnh phúc. Đó là sự thật không thể chối cãi. Thứ hai, đàn ông là trụ cột của gia đình thì buộc phải có thu nhập cao hơn vợ. Các anh đừng có gân cổ lên cãi là vợ kiếm nhiều tiền hơn tôi nhưng gia đình tôi vẫn hạnh phúc. Các anh thử hỏi lại vợ mình xem, cô ấy không nói ra nhưng sẽ có lúc chán chường mệt mỏi phải gồng gánh gia đình. Cô ấy nhẫn nhịn nên nhà cửa êm ấm đấy thôi. Các anh đừng có tưởng bỏ đàn ông không kiếm được tiền cao hơn vợ, nói thẳng là một thằng vô dụng. Thứ ba, muốn vợ là hoàng hậu thì chồng phải là quan thượng. Vợ muốn mua túi sách nè, mỹ phẩm nè, chẳng lẽ các anh lại để vợ mình mua hàng rẻ tiền rồi đến khi vợ đi đẻ, hả không? Các anh muốn vợ mình đẻ dịch vụ, có người chăm sóc tận tình hay là đẻ thường, hả không? Chăm sóc vợ ở cử, các anh muốn có bảo mẫu hay là mặc kệ cho vợ tự lo? Và nếu chẳng may có chuyện bất trắc thì các anh muốn đi vào đường cùng hay là vẫn còn một cái khoản tiết kiệm lớn để giải quyết vấn đề? 30 triệu một tháng đã là một con số quá nhân từ cho các anh chồng rồi. Thứ tư, bây giờ nói tới chuyện con cái luôn. Muốn con cái thành công trong tương lai thì cha mẹ phải có điều kiện. Đây là một điều quá đúng mà không ai có thể chối bỏ được. Đành rằng có những đứa trẻ vượt khó vươn lên để thành công trong cuộc sống, nhưng liệu được mấy người? Muốn con cái giỏi giang, cha mẹ phải bỏ tiền đầu tư ngay từ bé. Muốn như thế, chồng phải làm ra tiền thì mới đảm bảo được cuộc sống tốt nhất cho vợ, cho con. Vẫn còn rất nhiều nguyên nhân nữa nhưng tôi xin dừng lại ở đây. Tôi chỉ muốn nói rằng các anh nếu thật lòng yêu thương vợ con thì đừng nói bằng miệng, hãy thể hiện bằng hành động. Riêng những anh chàng độc thân thì cứ kiếm tối thiểu mỗi tháng 30 triệu rồi hãy nói đến chuyện cưới vợ. Còn nếu không thì chính xác là các anh đang khiến cho vợ con của mình lao đao khổ sở và bất hạnh theo mình rồi. Đây là quan điểm cá nhân của tôi, mong nhận được nhiều ý kiến từ mọi người. Thân mến. Hay quá, luận điểm rất là chặt chẽ. Không biết cái cô này có coi kênh của ông Quéo hay không mà sao cái cách nói chuyện đều có những cái luận điểm phân tích và
phản biện chứng minh anh thấy rất là bén, hả không? Và rất là thẳng thắn, chặt chẽ, beautiful. Bây giờ anh phản biện nha. Ok, và anh sẽ đi từ dưới lên trên. Ok, chặt chém từng ý một, may ra mới tìm được một con đường cho anh em chúng ta kiếm vợ. Ok, đồng ý không? Mọi người ok không? Nếu mọi người hứng thú thì ngay bây giờ thò cái tay thả liền một like cho cái video clip này để YouTube có thể đề xuất cho cái video clip này lan tỏa được cho nhiều anh chị em, thì may ra mới giải nghiệp kịp trước khi tất cả những thằng đực ở cái xứ này nó xuống tóc quy y. Làm ơn làm phước thả giùm một cái like. Coi clip hay mà không like là một hành động tàn nhẫn, không quý vị. Tôi không đòi quý vị có 30 triệu nha, tôi chỉ đòi một cái like thôi đó nha. Đầu tiên nè, muốn con cái thành công trong tương lai thì cha mẹ phải có điều kiện tài chính. Không đúng. Nhìn lại lai lịch, nhìn lại cái lý lịch của tất cả những đứa trẻ thành công đi các bạn. Có đứa trẻ nào thành công mà xuất thân từ một gia đình có điều kiện không? Có, rất nhiều. Ngược lại, có đứa trẻ nào thành công mà xuất thân từ một gia đình không có điều kiện về tài chính không? Cũng có, rất nhiều. Cho nên điều kiện tài chính gia đình nó không liên quan và nó không phải là một yếu tố tiên quyết bắt buộc để con cái thành công. Cho nên nếu muốn có bí quyết để đảm bảo cho con mình chắc chắn 100% thành công thì đơn giản lắm. Bố mẹ của nó phải là công, hả không? Công đực, công cái, giao phối, thụ tinh, đẻ ra trứng, tới lúc ấp trứng nở ra 100% sẽ thành công. Còn nếu bố mẹ đã trót là người thì con cái đẻ ra chỉ có thể thành người chứ không thể thành công được. Anh nói giỡn thôi, nhưng mà thật ra trong cái câu nói giỡn đó có một cái ý rất là thâm thúy. Đó là sự di truyền là thứ kế thừa từ bố mẹ sang con cái. Và khi di truyền như vậy thì bố mẹ sẽ truyền lại cho con mình những yếu tố bên trong chứ không phải là những thứ bên ngoài. Cho nên nói riêng về chuyện tiền bạc nha, thì cái quan trọng nhất là làm sao di truyền lại được cho con cái thái độ sống, nghị lực, bản lĩnh và sự khôn ngoan. Cái cốt tủy bên trong đó mà không có thì dù cho gia sản thừa kế khổng lồ thì con cái nó ăn xài chừng 5 tới 10 năm là hết. Mà nhược bằng con mình nó máu chó, nó lao vào cờ bạc, chơi binary options thì chừng 1 đến 2 năm là sạch. Well, vì vậy muốn thành công nó phải đến từ cái bản lĩnh và nội lực bên trong. Nó chả liên quan gì xuất phát điểm tài chính của cha mẹ hết. Ok. Cho nên nếu bây giờ thành thật đi là các bạn đang nghèo túng và thất bại thì đó là vì bản lĩnh của các bạn, chứ đừng có đổ lỗi cho điều kiện tài chính của hai ông bà già. Và thành thật là anh rất tự tin khi khẳng định điều này, vì tuổi thơ của anh các bạn, ngày còn bé tuyệt nhiên gia đình của anh chưa từng giàu có hay dư dả gì hết. Suốt cả cái thời cấp 1, cấp 2 của anh chưa bao giờ trong túi của anh có tiền tiêu vặt hết. Anh không có đồ chơi xịn, không có quần áo hợp thời trang. Và cái ký ức của tuổi thơ của anh và ba mẹ anh đó là làm việc quần quật 7 ngày một tuần, từ sáng cho đến 9-10 giờ tối. Cho nên ngay từ lúc còn bé, cái ý chí để vươn lên trong cuộc sống của anh nó khủng khiếp lắm các bạn. Cho nên là bây giờ khi anh nhìn lại, anh mới nói thẳng nè nha, là nếu gia đình của các bạn đã trót có điều kiện thì cha mẹ lại càng phải cẩn trọng và chú tâm trong việc dạy dỗ con cái. Bởi vì ngày hôm nay vượt sướng nó cần nhiều nghị lực hơn là vượt khổ. Điều này dẫn đến cái ý thứ ba mà bạn nữ đã phản biện ở phía trên, đúng không? Đó là túi xách hàng hiệu, mỹ phẩm đắt tiền, rồi xin lỗi dịch vụ nè, rồi được chu cấp, được chăm sóc như một bà hoàng. Cái sự sung sướng ăn chơi và tiêu xài này, thành thật đi, ai chả muốn. Sướng mà các bạn, hỏi không? Cho nên cái tư duy này nó rất đổi tự nhiên, và nó tự nhiên đến mức hiển nhiên luôn. Cho nên anh tuyệt đối không hề lên án hay phán xét cái mong muốn và tư duy này. Nhưng nếu cô vợ chỉ chăm chăm chọn cái thằng chồng có tiền để được tiêu xài và hưởng thụ cho sung sướng, thì theo các bạn, cái cô vợ này nếu đẻ thì cái đứa con sinh ra sẽ là đứa chăm chăm xài tiền của bố mẹ hay sẽ là đứa chí thú làm ăn, gây dựng và phát triển? Cái này các bạn phải tự trả lời. Hiểu ý anh không các bạn? Con mình nó kế thừa lại cái thái độ, tư duy và hành vi của các bạn. Trên chỗ này anh nhắc các bạn nam một việc quan trọng nè, là con gái nó đi chọn chồng
thì con trai cũng phải tinh khôn để chọn vợ. Bởi vì cổ nhân có căn dặn đó là cưới được người phụ nữ tốt thì ba đời thịnh nhà vượng cửa, mà cưới nhầm người đàn bà hư thì ba đời dậu đổ bìm leo. Ba đời ở đây là đời ba mẹ của mình, đời của mình và đời của con cái của mình luôn, là do cái việc chọn vợ của mình mà ra. Cho nên đây là cái mà các bạn trai phải nhớ. Dĩ nhiên là anh không có cấm các bạn có những ước mơ về hưởng thụ, mua sắm và có những thứ mình mơ ước. Anh nói thiệt, bởi vì bản thân anh nè, thì anh cũng muốn mua nhà nè, anh muốn mua nhà là anh mua, mua xe là mua, rồi anh muốn mua tàu là anh mua, đúng không? Thì mua nhà, mua đất, đi chơi, du lịch, thám hiểm, nói chung là muốn là phải đạt được. Và anh nói thật là có những thứ trong đời mình á, có khi mình phải đạt được, mình phải sở hữu rồi, khi đó mình mới nhận ra là nó tầm thường và vô nghĩa đối với mình. Còn cái đó nhiều khi mình đọc sách mình không cảm nhận được, có khi phải trải qua rồi mới nhận ra. Nhưng cái quan trọng nhất đó là muốn mua thì tự tìm cách mà mua. Tuyệt đối đừng có dựa dẫm cầu cạnh và mong đợi là người khác sẽ chu cấp cho mình. Cả vợ và chồng mà đều có cái thái độ và tư duy này, theo các bạn, sinh ra đứa con nó sẽ là cái đứa dựa dẫm, ăn bám hay là cái người quyết liệt và tự lập? Đúng không đã? Cho nên cái tư duy và cái thái độ độc lập trong cuộc sống là cái đắt giá lắm. Đối với cả nam lẫn nữ, cả bố lẫn mẹ, thì mới nuôi dưỡng được một cái đứa con bản lĩnh. Và rồi từ ý này nó sẽ dẫn ngược lên cái ý thứ hai và ý thứ nhất của bạn nữ này. Đó là đàn ông kiếm nhiều tiền là người có cái đầu và có tầm nhìn, không? Và không có người phụ nữ nào muốn làm vợ một cái kẻ kém cỏi cả. Đàn ông phải là trụ cột của gia đình, phải kiếm nhiều tiền hơn vợ thì con vợ nó mới nể. Và đàn ông không kiếm được tiền nhiều hơn vợ thì đều là loại vô dụng. Riêng đến hai cái luận điểm này thì anh phải đồng ý với em. Về việc mong đợi một người đàn ông có đủ bản lĩnh để bảo bọc gia đình, ok? Bởi vì đó là một mong đợi rất chính đáng và tự nhiên. Thực chất cái mong đợi này nó đã đi vào tiềm thức của giống cái, của con người từ 200.000 năm trước. Trong cái đời sống trên thảo nguyên, một cái cô gái sẽ luôn ý thức được là khi cô ta mang thai và sinh con thì cô ta sẽ trải qua một cái thời gian rất dài cần sự chăm sóc và bảo vệ. Cô ta sẽ tạm thời mất đi cái khả năng tự kiếm ăn. Mà trong khi cô ta phải nuôi mình và nuôi một đứa trẻ mới sinh ra, thì trong giai đoạn đó cô ta sẽ hoàn toàn phải lệ thuộc vào sự bảo bọc và sự nuôi dưỡng của người đàn ông. Và vì vậy cái bản năng tiềm thức này mách bảo với cô gái là nếu cô ta chọn nhầm một cái con đực yếu đuối, kém cỏi, thậm chí vô trách nhiệm, thì hắn ta sẽ bỏ mặc cô ta lúc cô ta cần hắn nhất. Và rồi con của cô sẽ chết đói, thậm chí cô sẽ thành mồi cho thú dữ. Alright. Cho nên đây là một cái mong đợi trong tiềm thức, bản năng sinh tồn của giống cái. Well, và rồi cho đến ngày hôm nay luôn. Mặc dù là xã hội hiện đại đã có thêm rất nhiều những cái cơ chế để hỗ trợ, nhưng mà cơ bản là cái cuộc chơi vẫn thử thách và có chút thiệt thòi cho chị em phụ nữ. Đúng không đã? Cái việc có bầu, sinh con và nuôi con vẫn là một cái trách nhiệm rất là quan trọng và rất là nặng nề. Và nó vẫn trở thành cái trở ngại nhất định đối với cái việc thăng tiến trong sự nghiệp và tìm kiếm thu nhập của phụ nữ. Cho nên sẽ là một điều rất tự nhiên là cô gái muốn tìm được một người đàn ông bản lĩnh và đủ sức để bảo bọc và chăm lo cho mình và cho các con của mình. Anh hiểu và anh đồng ý với cái tư duy đó của bạn nữ. Tuy nhiên, chúng ta có thể nào đối diện với cái nhu cầu đó một cách thẳng thắn, cởi mở, nhưng đừng có vì vậy mà trở nên khắc nghiệt đối với các bạn nam được không? Ý anh là mình động viên và khơi gợi cái bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm đó của họ, thay vì áp đặt nó một cách khắc nghiệt và mặc định. Thẳng thắn đi, là cái mong đợi này đặt một cái gánh nặng và áp lực rất lớn lên đầu của tất cả những thằng đàn ông như bọn anh từ ngày còn rất nhỏ. Nín ngay, nín. Con trai là không có được khóc, con trai là phải mạnh mẽ, không? Đàn ông là phải đi ra ngoài kiếm tiền, không có được lui hui trong xó nhà, nhục lắm. Trong khi đàn bà mà ở nhà thì được gọi là cái người đã hy sinh để lo cho gia đình. Còn đàn ông mà ở nhà thì gọi là nhục nhã.
không? Mà đàn ông kiếm tiền mà thua vợ thì là đồ vô dụng. Cái sự khắc nghiệt này của xã hội tạo nên một cái sự độc hại rất lớn đối với tâm lý của một thằng đàn ông. Đặc biệt là nếu anh ta chưa tạo ra được những kết quả, đang mày mò tìm kiếm cái con đường trong sự nghiệp của mình, đúng không? Khi anh ta bị vấp ngã hoặc là gặp những cái biến động trong sự nghiệp, trong công việc, thu nhập, rồi khi anh ta muốn theo đuổi một con đường không giống với lại cái định nghĩa thành công chung của cả xã hội này, thì cái áp đặt và cái mong đợi trở nên rất là khắc nghiệt. Và đó cũng chính là lúc mà anh ta cô độc nhất, áp lực nhất, và anh ta cần được sự yêu thương, chấp nhận và động viên hơn bao giờ hết. Và thử tưởng tượng lúc đó anh ta đọc được cái câu nói của cái em gái này: đàn ông mà không kiếm được số tiền cao hơn vợ, nói thẳng và nói thật đi, là vô dụng. Thì rõ ràng đó là một pha sút cực hiểm vào giữa hém của đồng đội rồi em ơi. Thấu quá. Và trong cái khoảnh khắc khó khăn, bế tắc trong cuộc sống, gặp nhiều những cái áp lực đầu tiên đó, mà tất cả những gì mà người đàn ông nhận được là sự phán xét, chì chiết và đay nghiến từ chính người phụ nữ của mình, thì cũng khó trách sao mà anh ta lao vào rượu bia, thuốc lá, rồi lao vào những cái tệ nạn xã hội, rồi mại dâm, bồ bịch để tìm kiếm những cái giải pháp tức thời. Và sự áp lực và ức chế đó khiến đàn ông trung bình luôn có tuổi thọ thấp hơn phụ nữ. Họ chịu không nổi, chết sớm. Hiểu không các bạn? Cho nên là qua cái góc nhìn đa chiều này nè, anh không nói là ai đúng ai sai hết. Anh chỉ mong là cái chia sẻ của anh đó, nó giúp các bạn hiểu được tâm lý và cảm xúc của đối phương, không? Để rồi mình tôn trọng, mình yêu thương và hỗ trợ lẫn nhau. Cái đó mới gọi là bạn đời, life partner. Và rồi cuối cùng, dĩ nhiên là cái con số 30 triệu thì anh hoàn toàn hiểu được cái cô em này kiếm được 25 triệu cho nên là không muốn mất thời gian với anh chàng kiếm được dưới 30 triệu. Không, gió tầng nào thì muốn được gặp mây tầng đó, rất là fair. Chỉ có điều á, cái cô em này chỉ dùng tiền lương để xác nhận cái giá trị của người yêu. Thì việc này không có sai, nhưng mà nó ngốc. Bởi vì cái việc sử dụng tiền lương để đánh giá cái giá trị của người yêu của mình á, nó chẳng khác nào việc chỉ dựa trên điểm số để xác định giá trị của một đứa trẻ, chỉ dựa trên lợi nhuận hiện tại để xác định giá trị của một doanh nghiệp. Đây là một cái chỉ số rất dễ xác định, nhưng nếu chỉ dựa vào nó để đánh giá thì đây là một cái cách nhìn hơi thiển cận, thiếu sự sâu sắc và tư duy đầu tư chiến lược. Nếu tất cả những đứa trẻ điểm thấp và học ngu đều là người không ra gì, thì rõ ràng là Thomas Edison, Sir Richard Branson, Đoàn Nguyên Đức hay là cả Jack Ma đều là những đứa trẻ không ra gì. Nếu dùng lợi nhuận để đánh giá một doanh nghiệp thì thẳng thắn đi là sau gần 10 năm thì cho tới ngày hôm nay Grab, Uber, Tiki, Shopee vẫn đang thua lỗ kìa. Và nếu dùng tiền lương để chọn chồng thì thành thật mà nói, trong suốt 3 năm đầu khi mà anh khởi nghiệp thì lương của anh lúc đó chỉ có 15 triệu một tháng. Và tháng nào kinh doanh khó thì anh sẽ không nhận lương. Thậm chí khi nào khó quá thì mình sẽ lấy tiền ra để đắp vào chi phí hoạt động của công ty. Và tình trạng đó nó kéo dài hơn 30 tháng trời. Right? Vậy thì rõ ràng trong những ngày tháng đó, anh là một thằng đàn ông vô dụng và không xứng đáng được lập gia đình. Đúng không? Cho nên nếu chỉ dùng lương tháng để sàng lọc đối tượng để yêu, thì trong những ngày tháng anh vẫn còn là trai trinh chưa vợ, thì anh nói thiệt, em gái ơi, em không đủ tầm để yêu anh rồi. Mà nếu yêu anh không nổi thì em lấy tư cách gì để rồi 10 năm sau san sẻ được sự giàu có mà vợ chồng anh đang có ngay lúc này? Còn anh giàu có ở cấp độ nào thì những bạn nào học trong cái buổi học cơ bản về quản lý tài chính cá nhân với anh rồi sẽ biết rất rõ. Nghe, cái link anh sẽ để trong description ha. Còn nếu bạn nào chưa thật sự quan tâm đến tài chính và đầu tư thì thôi nhớ một điều thôi, đó là thích nhau là từ cảm xúc bằng trái tim, nhưng để lựa vợ gả chồng và quyết định san sẻ cả cuộc đời với nhau thì đó là quyết định đầu tư chiến lược. Ok em? Cho nên rút lại bài tập của thầy Quéo, ngay bây giờ các bạn thả một cái comment ở bên dưới cho anh để chia sẻ với anh là hey, nếu ngày hôm nay các bạn đang yêu hoặc đang chung sống với một người luôn, thì thẳng thắn đi, vì sao các bạn yêu họ? Vì tiền lương,
vì tài năng, vì cách ăn ở, vì ngoại hình, vóc dáng, vì cái gì? Và trả lời xong, đọc lại những tiêu chí đó, các bạn cũng sẽ tự nhận ra mình đang là ai và mình có cái tầm nhìn xa gần như thế nào. Ok? Và rồi dĩ nhiên là nếu trong cái chia sẻ của anh có cái nào các bạn đồng cảm thì cũng có thể chia sẻ với anh, hoặc cái nào các bạn không đồng ý với anh, các bạn hoàn toàn có thể phản biện, chúng ta có thể thảo luận và học hỏi với nhau, đúng không? Ha. Cuối cùng thì cũng giống như là kỹ năng phân tích cổ phiếu vậy, thì anh còn một cái chiêu nữa, nó gọi là bốn yếu tố quan trọng nhất để nhìn người và phân tích để lựa chọn vợ hay chồng cho mình. Ok, cho nên nếu các bạn hứng thú với cái chủ đề này thì khi cái clip này đạt được 100.000 view thì anh sẽ bắt tay vào quay cái clip thứ hai để chia sẻ với các bạn kỹ thuật sử dụng bốn yếu tố để đánh giá một con người một cách toàn diện, sâu sắc và đầy đủ hơn. Đó sẽ là video clip cho kỳ sau. Ok, và rồi dĩ nhiên cuối cùng cũng không quên cầu chúc cho cái bạn nữ trong cái bài post này. Anh hy vọng là những cái góc nhìn của anh, những cái phân tích và phản biện của anh có thể giúp anh em mình có một cái nhìn toàn diện hơn, điềm tĩnh hơn. Và rồi biết đâu nó có thể giúp cho em có được một cái mối quan hệ sâu sắc, bền vững và hạnh phúc. Ok, cảm ơn em. Rồi, hết rồi đó. Còn biết làm gì tiếp theo chưa? Nhấn subscribe, nhấn like, nhấn cái chuông để nhận thông báo và comment và chia sẻ cho anh góc nhìn và những nhận thức mới mẻ mà các bạn có được sau video clip này. Nhớ nha, chúng ta là một thế hệ hành động. Xin được đồng hành cùng với các bạn. Thank you.